xin chào bạn hôm nay thì tôi không có ở nhà cho nên là không có được cái một cái bài phân tích nhìn nó đẹp lung linh như hàng ngày và bây giờ thì ở ngoài này thì nó cái âm thanh nó khá là ổn và bây giờ chờ tôi ít phút chúng tôi vào trong ngồi trong cái ô tô để cho âm thanh nó cách âm đi chúng ta sẽ có một cái bài phân tích ok chưa let's go chào anh em đây là cái bản video giá vàng đi về đâu đặc biệt nhất từ trước đến nay và hôm nay thì tôi đang phải trong một cái hành trình Chính vì vậy cho nên là không có được những cái thước phim như bình thường. Anh em có nghe rõ được không ạ? Nếu như anh em nghe rõ thì hãy comment xuống dưới video là nghe rõ. Và để tôi trình bày cho anh chị cái xu hướng uh, rất là nhanh chóng thôi để tuần này chúng ta sẽ nhận định uh, biết được cái xu hướng của tuần này. Tuần này là một cái tuần vô cùng đặc biệt, tuần này là cái tuần mà kết thúc của tháng 6 cũng là kết thúc của quý 2. Chính vì vậy cho nên là sẽ có những cái sự khác biệt ở trong thị trường có những cái cơ hội cũng như là có những thứ mà chúng ta cần lưu ý nếu như chúng ta nhìn gần vào đây nha nhìn gần nhìn gần nhìn gần này thì bây giờ chúng ta đang nhìn thấy bây giờ đồ thị kỹ thuật đây là đồ thị tuần đây là đồ thị tuần nhá đôi đồ thị tuần thì tuần trước đó là một cây nến giảm và nếu như chúng ta nhìn 1, 2, ba bốn năm cây này thì cả cái cụm dưới đây nó vẫn đang là một hình nhịp giảm được chưa nếu như chúng ta đã học cái lớp nến học cái lớp nến phương pháp cộng nến thì cả cái đoạn này nó vẫn đang là một nhịp giảm giảm từ T1 về thằng L1 dưới này. này ngắn hạn có hai mốc kỹ thuật. Phía trên là 1936 1940, Đây, 1936 1940. Phía dưới đang là, là có ngưỡng kỹ thuật là 19 11 đến 1915. Đấy. Trên này thì là liên quan đến 1936 1940. Thế vậy là cái xu hướng chúng ta nhìn thấy có mũi tên này. Đấy. Thế vậy là chính vì vậy cho nên là cái xu hướng giảm nó vẫn chiếm chủ đạo. Cho nên là trong ngắn hạn à, của nửa đầu của tuần thì tôi ưu tiên phương án là chờ bán bán ở cái vùng 3, 1936 1940 xuống hướng đến là 1911 1915. À, anh chị em lưu ý nhá. Đấy. Thế vậy là tuần này là một cái tuần nó khá là đặc biệt và hôm nay là cái bài phân tích cái bản tin ngày hôm nay cũng khá đặc biệt. Tôi đang ngồi trong xe hơi. Anh em lưu ý nhá. Rồi chúc anh em một tuần mới thì nhiều sức khỏe, đầu tư luôn thành công. Hẹn gặp lại anh em ở những cái bài video phân tích kế tiếp.